theo Thánh Matthew, chương 2, câu 1 đến câu 12. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi, hỡi Bê-lêm, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chân dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herode bí mật với các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lêm và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi đường tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là dừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi Giáng sinh nơi hang đá nghèo hèn, hài nhi Giêsu đã tỏ mình ra trước tiên cho những mục đồng chân chiên, đại diện cho người nghèo trong xã hội được đón nhận tin mừng. Kế đó, người cũng sớm tỏ mình ra cho các đạo sĩ đông phương, đại diện cho lương dân. Thực ra, Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho hết mọi hạng người, nhưng ai mở lòng nhận đón nhận ơn cứu độ thì sẽ tìm thấy người. Chẳng phải các luật sĩ và các thượng tế và ngay cả nhà vua Herode đều biết lời loan báo về Đấng Cứu Thế ra đời sao? Nhưng các luật sĩ và thượng tế nghiên cứu Kinh Thánh ấy, rồi lại đóng ơn cứu độ ở trong sách vở một cách bàng quan. Còn bạo chúa Herode, thay vì đóng nhận, lại toan tính sát hại hài nhi. Khác hẳn với họ, các đạo sĩ tận đông phương bản thân chẳng biết Kinh Thánh, nhưng chỉ với một dấu chỉ là họ đã mau mắn lên đường cùng sự chuẩn bị với khát mong tìm Đấng Cứu Thế, và họ đã gặp người. Chúa Giêsu muốn tỏ mình ra cho hết thảy mọi người. Vậy chúng ta là những người đã biết Chúa, hãy giúp những người chưa biết Chúa, những người đang tìm gặp Chúa, những người quên mất Chúa được gặp người. Chính qua cách sống của người Kitô hữu là người có Chúa Kitô sẽ giúp cho anh chị em mình nhận ra Chúa. Lạy Chúa Giêsu, như lời Thánh Phaolô đã nói: anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời. Xin cho những người xung quanh nhận ra Chúa nơi đời sống và gương sáng của mỗi người chúng con. Amen.